Thưa quý vị, với diễn biến dịch phức tạp như hiện nay, đặc biệt là biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là giải pháp quan trọng để ứng phó với dịch. Trên tinh thần đó, ngành y tế Đà Nẵng đang tăng tốc tổ chức tiêm chủng theo nguyên tắc an toàn, đúng người, đúng đối tượng, phấn đấu sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Đây là điểm tiêm chủng tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, phục vụ tiêm cho công nhân các khu công nghiệp và doanh nghiệp quy mô hơn 1.000 lao động ở các quận Hải Châu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8, khoảng 7.000 công nhân được tiêm chủng tại đây. Em là công nhân ở khu công nghiệp Hòa Cầm, thì em cũng thấy rất là vui khi mà được ưu tiên sắp xếp tiêm chủng để đảm bảo an toàn cho sản xuất, cho sức khỏe của mọi người. Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đã được Sở Y tế điều động cho một số lượng cán bộ y tế ở một số đơn vị khác, cùng với lại nhân viên của Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, cùng với lực lượng hỗ trợ của đoàn viên và sinh viên tình nguyện ở quận Cẩm Lệ. Là cả khu triển lãm hiện nay là khoảng 200 người phục vụ cho cái điểm tiêm này. Tính đến nay, Đà Nẵng đã triển khai 4 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, với tổng cộng khoảng 70.000 liều vaccine đã được tiêm cho các đối tượng theo quy định. Trong đó, riêng 3 đợt đầu đã tiêm hơn 33.000 liều. Đợt thứ tư đã tiêm được khoảng 37.000 liều vaccine các loại, gồm Pfizer, Moderna và AstraZeneca, và hiện vẫn đang được gấp rút tiêm theo kế hoạch tại nhiều điểm tiêm khác nhau. Chúng em phụ trách những cái đối tượng, ví dụ như là đối tượng nguy cơ cao, đó, những cái đối tượng thuộc về cái dịch vụ giao thông vận tải, đó, gọi là dịch vụ thiết yếu đó. Ngoài ra là còn có thêm một số đối tượng phòng chống dịch, đó là những cái đối tượng có nguy cơ rất là lây nhiễm cao ở trong cộng đồng bởi vì phải tiếp xúc nhiều. Từ tháng 3 đến nay, Bộ Y tế đã có các quyết định phân bổ 191.810 liều vaccine phòng COVID-19 cho thành phố. Tháng 7 vừa qua, Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ địa phương 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Theo kế hoạch Bộ Y tế cam kết với Đà Nẵng, thì khả năng đến cuối năm 2021, thành phố tương đối đủ lượng vaccine. Nếu như có vaccine đầy đủ, thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ tiêm trong vòng 1 tháng, thì có thể 826.000 người dân nằm trong đối tượng được tiêm vaccine, tức là người trên 18 tuổi, sẽ được tiêm toàn bộ mũi 1. Vaccine gần như là được điều hành liên tục và không để, thứ nhất là không để một liều vaccine nào mà bị lãng phí. Thứ hai là không để trống một khoảng thời gian nào mà có vaccine mà người dân của chúng ta không được tiêm. Và cũng cố gắng hết sức là không để một trường hợp nào đáng tiếc xảy ra vì tai biến, vì phản ứng khi tiêm vaccine. Để triển khai chiến dịch tiêm vaccine diện rộng, ngành y tế Đà Nẵng đã thiết lập 10 điểm tiêm với 100 đội tiêm. Nếu được phân bổ đủ vaccine, đến cuối năm 2021, thành phố sẽ tiêm đạt 100% số người từ đủ 18 tuổi trở lên, góp phần đạt miễn dịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.